Hello, chào quý cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình sẽ ra vườn để thu hoạch rau đầu mùa. Hiện tại thì bây giờ trời đang mưa này, quý vị thấy không? Nhưng mà vì rau nó đến thời điểm phải hái rồi thì mình cũng phải hái thôi. Bây giờ mình quay sơ cái vườn của mình cho quý vị coi nha. Quý vị nhìn đây, mình trồng su hào. Nó đã được củ như thế này rồi đây này quý vị. Đây là mình trồng trong chậu nha quý vị nhé. Nè, trong cái giỏ đó, quý vị nào muốn ấy, thì đi ra mấy cái chợ Việt Nam ấy, rất là nhiều họ họ bỏ. Cứ một cái giỏ này thì mình sẽ trồng được 2 củ nhá. Đấy, bên đây này, vị nhìn thấy không? Đó. Mỗi một giỏ là mình sẽ trồng 2 củ. Đó. Củ cũng đã hòm hòm lớn rồi đấy quý vị. Đó. Mình trồng hành, quý vị thấy không, nó lên đã rất là tốt rồi, nhưng mà mấy bữa nay trời lại bắt đầu mưa, lại trở lạnh nữa. Đang nắng mà nó lạnh, xong nó lại nắng. Thế là bây giờ cái cây hành quý vị nhìn thấy nó ghê không, rất là ghê luôn. Còn đây là rau muống mình ươm đấy, mình chưa có trồng xuống đất nha quý vị, mình ươm trong nhà, nhưng mà mình mang ra mấy bữa nay rồi thì trời lại trở lạnh đây này, cho nên là chắc là nó cũng bị còi. Vị nhìn thấy không? Rất là tốt luôn, nhưng mà nó đang bị lạnh đây này. Còn đây là những cây cà chua mình đã trồng. Cà chua Ý. Loại này là nếu mà quý vị trồng chăm sóc tốt đấy, là từ 1 ký tới 1,5 ký một trái nha. Quý vị thấy không? Mình ươm xả này, trong nhà tốt như thế mà mang ra đây cái nó vàng vàng héo héo rồi này. Cứ nắng mưa bất thường ấy. Cứ mấy bữa thì 20, 20 mấy độ, xong mấy bữa nó lại xuống dưới 10 độ. Thế là nó bị vậy đấy quý vị. Cái kinh giới mà mình làm cái video trước là mình cách ươm kinh giới tía tô đấy quý vị. Thì nó là trong đây này quý vị. Bây giờ mình đã mang nó ra chậu mình trồng rồi thì nó tốt như thế này đây. Mình cứ trồng hai cây một cho một chậu ấy, mà nó lên tốt như thế này này quý vị, thấy không? Cụm hành bên đây thì đỡ một chút, nhưng mà phía trong này nó cũng bị héo. Đây, mình ươm ngò gai bữa hôm đó đấy. Mình có làm video ươm các loại rau thơm Việt Nam á, các loại rau Việt Nam á, thì trong đó có ngò gai mà mình mang ra đây mình trồng này quý vị, thấy không? Đó. Cái đặc biệt cái ngò gai, nói chung là rau thơm Việt Nam mình rất là thích nóng nhưng mà lại không thích nắng nha quý vị. Trời thời tiết mà nắng mà nóng quá mà quý vị để ngoài nóng á, ngoài nắng á, là nhất định nó sẽ bị héo và vàng. Còn nếu các vị quý vị mà để ở trong cái chờ thời tiết mà nóng nóng ấm á, mà quý vị để trong cái chỗ râm mát ấy, thì nó lên rất là tốt nha quý vị. Hôm qua mình trồng cây bầu mình trồng đã 1 tháng rồi. Ngày hôm qua trời gió mưa quá, quý vị biết nó làm sao, nó gãy đôi cây bầu ra luôn, gãy đôi cây bầu. Thế là mình lại phải trồng cây khác này, quý vị nhìn coi này, mới trồng xuống ngày hôm qua này, thế là bằng cây khác mà năm nay chắc trễ rồi. Còn chỗ này ấy là những cây mồng tơi mình mới trồng xuống ngày hôm qua, mà quý vị biết mấy cái con bọ nó lên nó cắn không à, cho nên mình phải cắt mấy cái chậu mà ươm cây đấy, mình cắt nó ra xong mình chụp nó vô thì mấy cái con đó nó không bò vô nó cắn nha quý vị. Đó. Còn đây là rau cải canh này. Cải cải canh tức là cái cải đắng đó quý vị. Thấy không? Mấy kia là mấy cây đậu ý. Mình trồng mười mấy cây mà nó ăn nha quý vị. Nó ăn ăn nó ăn cái gốc của mình đấy. Đây này, ác chưa? Nè. Đó, cây này là coi như còn có tí ti chắc cũng tiêu luôn đấy này. Ừ. Rồi, còn dính có một tí ở cái gốc cơ. Không biết làm sao mà nó sống nổi trời, mấy cái con bọ này nó ác ghê.
Đây, cây nào nó cũng cắm một tí như thế này này. Đó. Nó cắm vòng vòng xung quanh làm sao mà nó sống nổi. Đó. Còn được cây này thì nó không cắm này. Cây kia cũng cắn mất một nửa này, quý vị nhìn thấy không? Ừ. Cắn mất một nửa này, cái gốc này. Đó. Cây này cũng cắn rồi nè. Đó. Không biết phải làm sao đây. Đó. Mình mua rau dền về ăn. Mình thử cắm nó xuống đây coi nó có sống không, nhưng mà có lẽ là có thể là nó sống đấy quý vị, mình thấy nó tươi tươi nè. Đấy. Cắm gốc xuống đó chứ mình có gieo này. Mình gieo mà nó nhỏ li ti này, gieo lâu lắm nó mới lên mà nó nhỏ lắm quý vị ơi. Đây nè. Nhỏ xíu à. Đó, quý vị nhìn thấy không? Dưới kia đấy, một mớ này. Đấy, quý vị nhìn thấy màu tím tím không? Tím tím này. Tím tím li ti đó, quý vị nhìn thấy không? Đó. Cây mướp. Trời ơi, cây mướp thì hả? Nó cắn mất cái gốc. Trồng mấy cây mà nó cắn hết. Còn có một cây kia là không biết làm sao đây. Đó. Còn đây này, mình trồng su hào xuống xuống dưới đất đây này. Đó. Quý vị thấy không? Mình trồng trong chậu cái củ nó còn bự hơn là trồng dưới đất nha quý vị. Đó. Cùng trồng chung một ngày luôn á, mà cái củ thì lại nhỏ hơn củ trong chậu mới ngộ chứ. Đó. Còn đây là bắp cải, mình có trồng mấy cây bắp cải. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cây bắp cải. Mà ngộ lắm nha. Trồng chung một đấy. Mà mấy cây này thì nó bự quá trời luôn. Còn mấy cây kia thì tự dưng nhỏ xíu à. Còn đây là cải ngọt. Cũng sắp thu hoạch ăn được rồi nhá quý vị. Trồng một ít rau xà lách trong chậu. Tại trồng ở ngoài mấy con bọ nó hay ăn lắm quý vị ơi. Còn su su. Năm nay mình cũng chưa trồng được xuống đất này. Mình vẫn còn để trong đây này. Thời tiết năm nay kỳ lắm quý vị ơi. Nó lạnh lạnh xong rồi nó được một bữa nóng thì lại hai ba bữa lạnh. Ôi, còn đây là rau ngò. Rau ngò này. Đó. Trời ơi, ngày hôm qua nó còn xanh lắm mà bữa nay nó đã hơi vàng vàng này. Tại vì bữa nay chuyển sang tự dưng lạnh rồi này. Đó. Năm nay trồng tỏi. Năm ngoái trồng tỏi được nhiều lắm mà năm nay nó chết hết còn bao nhiêu đây. Nói chung là thời tiết năm nay trồng rau không có tốt nha quý vị. Rất là dở. Còn đây là rau cải cúc, tức là rau tà nô đấy quý vị. Quý vị nhìn thấy nó tốt dễ sợ chưa. Mùa này á, thời tiết này á, thì chỉ su hào, bắp cải, cải cúc là tốt thôi quý vị nhé. Chứ còn những cái rau khác là không không tốt đâu. À, với lại rau cải canh nữa. Nó cũng lên được tương đối chứ hôm mình mang giống về nó bé lắm quý vị. Nó nhỏ xíu à. Rau ngò chỗ này tốt này là tại vì nó còn nằm ở dưới cái gốc cây cho nên nó còn được ấm này. Còn ngoài kia vừa mưa vừa lạnh nữa cho nên là nó héo hết trơn, nó bắt đầu hơi vàng vàng. Mình bắt đầu từ chỗ này nhé quý vị, tại vì phía ngoài kia nó mưa cho nên mình không để được máy nữa. Mình phải thu hoạch từ đây trước. Trời ơi, rau ngon cực kỳ luôn quý vị ơi. Ngon chưa? Quý vị thấy hết sảy không? Trời ơi, cái này ăn lẩu nó hết sảy. Bữa nay nhà mình ăn lẩu nha quý vị. Cho nên mới hái đó. Tại vì là đầu mùa á, mà hôm nay mình lại phải hái rồi. Cho nên mình dù là mưa nhưng mà mình vẫn phải quay. Không có là ăn hết rau mà lại không có video.
Quý vị biết không, cái rau tần ô này á, mà của Trung Quốc á, thì người ta hái hoặc là người ta cắt xong, mai mốt nó lại mọc cái mầm khác lên. Nhưng mà rau của Việt Nam mình ấy, thì chỉ có cắt và ăn xong rồi hoặc là nhổ, chứ không có lên mầm khác nha quý vị. Nó có lên nó cũng yếu lắm. Nhưng mà rau của Việt Nam mình thì rất là ngon, ngọt, mà không có dai như rau Trung Quốc nha quý vị. Rau Trung Quốc ấy vừa dai, không ngọt. Cái đó là cái lý do mà mình thích trồng rau Việt Nam mình. Quý vị cứ trồng ăn như thế này. Quý vị muốn làm giống á, thì chỉ để lại một tí, một chút xíu thôi, một cụm nhỏ thôi nha quý vị. Chỉ cần một cụm nhỏ thôi. Một cụm rất là nhỏ thôi là quý vị làm giống cho sang năm được rồi. Mà thường thường nó làm giống cái này á, quý vị rất là dễ nha. Mà mọc ở ươm thì lên rất là nhanh. Nói chung là ăn lại ngon nữa, là ăn lẩu là hết sảy. Quý vị biết ở ngoài, mua ở ngoài cực kỳ mắc luôn. 3-4 đô ấy, được có một chút xíu thôi. Một lần mà ăn lẩu thì chắc phải hết mấy chục đô tiền rau ấy quý vị. Mùa hè thì được cái nhà trồng á, có rau ăn rất là ngon. Mà sạch nữa quý vị ơi. Mình trồng thế này á, mình dùng cái organic ấy, tức là cái hữu cơ của nhà mình á, rác thải á, mấy mình tự làm. Nhưng mà mình không có lấy các loại mà có thịt nhé. Mình chỉ lấy gốc rau, hoặc là vỏ trái cây, hoặc là nói chung là rau, chứ mình không có dùng thịt bỏ vào đó. Quý vị mà bỏ thịt vào đó, nó sẽ ra mấy cái sâu bọ là một, cái hai nữa là nó thối. Mà chuột nó lại còn tới nữa nha quý vị. Cho nên là mình chỉ lấy mỗi gốc rau với lại vỏ trái cây, nói chung là rau cải. Ngon quá luôn. Nếu mà trời nắng á, thì cắt nó sạch một chút mình rửa nó cũng nhanh. Còn cái trời mưa này á, cắt đến lúc chút nữa rửa đất nó bám vô, rửa lâu lắm quý vị ạ. Nhưng mà nắng thì cũng lại phải có mưa. Mà mưa ở Canada này, cứ mưa là bắt đầu thời tiết nó lạnh lắm. Cứ mưa là thời tiết nó lạnh, rau cải gì là sun mà hết trơn luôn. Ngoài mấy cái cải cúc, mới lại xua hào bắp cải, cải canh là nó chịu được trời lạnh thôi, nó thích trời mát mát lạnh lạnh nha quý vị. Còn đâu là những cái rau khác là trời lạnh là kể như tiêu luôn. Năm nay mình trồng hơi muộn đấy quý vị, cũng đủ rồi. Quý vị ơi, đây nè, mình đã cắt được một giỏ đầy rồi nè, thấy đã không? Này vào nhúng lẩu là hết sảy luôn. Rồi bây giờ chỗ này á, mình sẽ nhổ hết mấy cái gốc này lên, xong rồi mình trồng rau muống vô đây nha quý vị. Bây giờ mình xới này lên để mình trồng rau muống nha quý vị. Trồng rau muống. Trồng rau muống. Dạ. Tại vì mình trồng cải cúc, mai mốt mình lại gieo tiếp tục, nhưng mà mình gieo khúc trên thôi. Bây giờ phải đến mua trồng rau muống ăn. Nó ngon.
xới ra mình lấy mấy cái gốc này xong rồi mình bỏ nó vào làm phân hữu cơ nha quý vị. Mấy cái gốc này quý vị bỏ nó vô trong một cái thùng ấy, để quý vị làm phân hữu cơ. Ở bên này thì họ có bán ở Home Depot ấy, họ có bán mấy cái thùng để cho mình về mình bỏ này vô làm phân nhé quý vị. Mình cho nó vào trong cái thùng đó. Đấy, bắt đầu lại thấy hầm hầm nắng lên rồi đấy. Quý vị thấy có chán không? Người còn bệnh nữa là rau. Dựng hết mấy cái gốc này ra. Quý vị có thể dúi nó xuống dưới đây cũng được nữa. Mình có thể dúi nó xuống dưới để cho nó làm phân luôn ở dưới cũng được nữa. Đất xong rồi, bắt đầu mình cho rau muống xuống nha quý vị. Đây. Quý vị ơi, trước khi mình trồng rau muống á, mình sẽ bỏ cái bone meal này vô này. Quý vị nhìn không? Cái chữ nó hơi mòn chút. Cái này quý vị có thể mua ở Home Depot nha quý vị. Mình rắc một chút bone meal vào đây. Cái này là để cho nó kích thích cho nó ra nhiều rễ hơn và rễ nó được khỏe hơn nha quý vị. Mỗi một hố thì mình chỉ cho vào khoảng một nửa muỗng cà phê hoặc là một muỗng cà phê là nhiều nha quý vị. Đừng cho nhiều quá thì nó sẽ bị cháy cây nha quý vị. Mình cứ làm từng hốc một như vậy đấy quý vị. Bây giờ mình cho rau xuống nhé. Rau này là mình phải ươm từ ở trong nhà nhé quý vị. Ươm từ trong nhà đấy. Trời ấm ấm thì nó mang ra. Mấy bữa trước là trời ấm ấm mang ra, bây giờ mấy bữa nay thì trời lại mưa ác thế chứ này. Thực ra trồng rau muống người ta trồng dài dài nó ra như thế này, nhưng mà vì là mình ươm trong nhà cho nên là mình chỉ có thể trồng được như thế. Từng cụm một như thế này thì không có. Cứ bị trộn nó lên, muốn bẻ bẻ nó ra như thế này cho nó thành từng luống một. Mình tính làm từng hốc một nhưng mà làm theo cái từng luống một thì nó ấy hơn quý vị. Hôm nay trời nó râm râm mưa mưa thế này mình trồng thì rau nó sẽ tốt hơn nha quý vị. Ở bên mình được cái là có phân nấm quý vị ạ. Mình dùng phân nấm mình trồng nó cũng tốt nữa. Cái hũ này ra được 2-3 cây. Thank you.
Bây giờ thì mình đã thu hoạch xong và cũng đã trồng xong rau. Quý vị nhìn coi, rau muống đó quý vị nhé. Vài tuần nữa thì chắc là mình cũng sẽ được thu hoạch. Hy vọng là mấy con bọ nó không làm phiền rau của mình. Nó mà ăn thì chắc buồn lắm luôn đấy, quý vị biết tại sao không? Ươm đến cả tháng trời ở trong nhà nó mới lên được bao nhiêu đó, mà nó lại ăn nữa thì thôi buồn muốn chết. Đó, thì rau cúc mình thu hoạch được bằng đây. Và rau muống thì mình đã trồng xong. Rất là đẹp luôn. Mình hy vọng là mấy con bọ nó không có làm phiền rau của mình. Để cho rau của mình nó tốt thì chỉ khoảng vài tuần nữa là mình có thể thu hoạch được rồi nhé quý vị. Nếu mà nó phá thì thật là buồn lắm luôn đấy quý vị. Tại vì gieo trong nhà cả tháng trời nó mới được như thế này. Thôi, video của mình đã dài, mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý cô bác, anh chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn quý vị ở những video kế tiếp. Quý vị làm ơn nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nha. Nhớ like, share, comment và subscribe. Nhớ nhấn vào cái chuông nho nhỏ ở phía dưới tay phải để theo dõi những video tiếp theo của mình. Bye bye!